Chào mừng quý vị khán giả đã đến với kênh ẩm thực nấu gì ta. Hôm nay mình nấu chè khoai dẻo ha. Mình nấu sẽ nấu với lại khoai tây và khoai lang nha. Khoai tây thì mình đem đi hấp nè ha. Khoai tây khoai lang đem đi hấp. Rồi mình rây qua cái rổ cho nó mịn nha các bạn. Nếu các bạn nào không thích thì bỏ qua công đoạn này ha. Đó. Rồi cho bột năng vào khoai tây nè. Khoai tây này thì mình sẽ tạo màu xanh nha. Cái khoai tây này làm nó sẽ dẻo hơn là khoai lang nha. Đó, mình cho lá dứa, màu lá dứa nè ha, cho có màu sắc một tí. Rồi khoai lang mình cũng nghiền ra luôn, và mình cũng rây qua rổ luôn để cho nó mịn nha các bạn. Đó, rồi cái phần khoai lang này thì mình làm màu của khoai lang, còn cái màu khoai tây thì mình sẽ làm màu lá dứa nha. Đó, rất là mịn rồi nha các bạn. Đó, rồi mình cho bột năng vào và khô. Nếu mà khô thì các bạn sẽ cho vào đây một ít nước nóng nha, nước sôi nha các bạn. Đó, lá dứa hồi nãy mình cũng đun lên sôi như thế này nha. Đó, rồi trộn lại, nhồi cho nó dẻo đi thành một khối bột dẻo nha. Rồi đó, dẻo rồi, cái này dẻo rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ đem ra mình cán, thì tùy các bạn nha. Viên tròn hay là dài hay là như thế nào đó, tạo hình thì các bạn thích tạo như thế nào thì các bạn tạo theo ý thích của các bạn. Đó, khoai rất là dẻo, khoai tây rất là dẻo nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái đầu này thì mình bỏ đi một chút, mình nhồi lại nè. Rồi bây giờ mình cắt khúc vuông như thế này nha. Bạn nào không thích vuông thì các bạn có thể vo tròn nha. Đó, rồi mấy cái đầu này thì một chút mình vo lại. Rồi màu xanh cũng thế nha các bạn. Đó, rồi bỏ cái đầu này đi ha. Mình sẽ cắt, mình tạo hình cho nó tròn. Các bạn thấy nó không được vuông thì các bạn xoay lại, vò lại cho nó tròn, nó vuông nha. Rồi bây giờ mình bắt nước sôi lên, mình sẽ cho riêng từng màu nha. Màu khoai lang này thì mình sẽ cho vào trước nè. Rồi đến khi nó sôi lên, nó nổi lên, nó chín như thế này là được nha. Mình sẽ vớt ra tô luôn và mình cho đường trực tiếp vào đây luôn nha. Mình không cho qua nước lạnh, cho sẽ nó sẽ thấm đường hơn nha. Bây giờ cái độ ngọt này thì tùy thích các bạn nha, cho ít hay nhiều đó là tùy sở thích của mình. Cho đường trực tiếp vào đây luôn. Khoai màu xanh cũng vậy nha, mình cũng luộc y như khoai màu vàng. Rồi mình sẽ cho đường vào đây luôn, trong nồi vớt ra là mình cho trực tiếp đường vào luôn, chứ mình không cho qua nước lạnh nha. Đó, cho đường nó thấm vào trong khoai, cái viên khoai nó ngọt luôn nha. Còn cái phần cái nước sữa này thì mình cho một bịch sữa tươi nè ha, và 2 muỗng nước cốt dừa. Đó, tùy theo nha, các bạn ăn béo thì các bạn cho thêm một muỗng nước dừa nữa. Cái này mình nấu ít cho nên mình sẽ cho ít nè, và một muỗng sữa đặc nha. Rồi tiếp tục vào đây, mình cho vào đây một muỗng đường. Khoai hồi nãy mình có đường rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít muối và một ít bột năng nha. Một xíu bột năng thôi cho nó có cái độ sánh thôi. Rồi mở lửa lên khuấy nha. Khuấy cho nó sánh đặc lại, nó chín bột lại. Đó, rồi chúng ta sẽ cho lá dứa vào nè. Cho lá dứa vào sau cùng để giữ mùi thơm nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra chén ăn nè. Mình sẽ cho một phần khoai vàng và một phần khoai màu xanh, khoai lá dứa và một ít bột bán nữa nha. Bột bán này các bạn luộc chín rồi nha. Rồi mình sẽ cho nước sữa vào đây. Rất là thơm, rất là béo các bạn ơi, rất là dễ làm ha. Rồi, chào tạm biệt các bạn nha.